Hello các anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Hôm nay ngày thứ tư, ngày 24 tháng 6. Hôm nay ngày trùng ngày thế. Tức là ngày kể từ ngày hôm nay bắt đầu bên công ty JK Audio chúng em lại tiếp tục có một chương trình mới rất là đặc biệt dành cho các anh em. Kể từ ngày hôm nay bắt đầu sẽ có chương trình hoán đổi, có nghĩa là đổi loa mới lấy loa cũ. Các anh em lưu ý cho em nhé. Đổi loa mới lấy loa cũ. Và áp dụng đầu tiên cho cái model này là chúng em đưa vào một đôi loa full đến từ thương hiệu WeWork, dòng loa full Bass 30, model là VA12. Sẽ áp dụng cho các anh em, sẽ thu hồi và đổi, hỗ trợ các anh em đổi và thu hồi những cái đôi loa cũ mà các anh em đã không còn sử dụng đến hay là muốn nâng cấp thì chúng em sẽ đổi, hỗ trợ đổi cho các anh em. Cái cách tính thì chúng em đưa ra hai cái mốc tính nhá. Chúng em đưa ra hai cái mốc tính. Đối với những đôi loa nhà các anh em đang sử dụng, những đôi loa Bass 30, vâng, những đôi loa Bass 30 thì chúng em sẽ hỗ trợ đổi, thu hồi về với giá cho các anh em là 2 triệu rưỡi một đôi. Đó, không biết là sống, còn sống hay chết hay là hàng gì đi nữa không biết, nhưng chúng em sẽ hỗ trợ đổi cho các anh em là giá là 2 triệu rưỡi một đôi. Có nghĩa là mua thu hồi về cho các anh em 2 triệu rưỡi một đôi loa Bass 30. Còn đối với dòng Bass 20 và Bass 25 sẽ hỗ trợ cho các anh em là giá là 2 triệu. Đó. Chúng em không cần quan tâm đến nó là thương hiệu nào, nó là sản phẩm chính hãng hay là không chính hãng, nó còn sống hay là nó đã chết. Hỗ trợ cho các anh em, áp dụng cho các anh em đổi. Vâng, áp dụng cho các anh em đổi loa cũ của mình lấy một loa mới, sẽ áp dụng cho cái mẫu loa full đầu tiên tại chương trình này. Trong cái chương trình này sẽ áp dụng cho cái mẫu loa full đầu tiên. Và chúng em sẽ ưu tiên 50 vị khách hàng đầu tiên. Chúng em sẽ ưu tiên cho 50 vị khách hàng đầu tiên đổi. Và chỉ áp dụng đổi cho dòng loa full VA12 đầu tiên này. Chúng em sẽ áp dụng như vậy. Và nếu một đôi loa full VA12 này của chúng em đang có giá là 14.500.000 đồng trên thị trường, thì đổi loa các anh em thì sẽ trừ nhận loa các anh em về và trừ cho các anh em, nếu loa Bass 30 sẽ trừ cho anh em 2 triệu rưỡi, còn Bass 20 hoặc Bass 25 sẽ trừ các anh em 2 triệu tròn. Đó là cái chương trình áp dụng cho cái chương trình đổi loa mới loa cũ này của chúng em. Và sau đây xin mời các anh em nghe để kiểm âm cũng đánh giá chi tiết cái đôi loa VA12 này của chúng em, dòng loa full này. Và cái chương trình áp dụng đổi loa mới lấy loa cũ này thì giao dịch mọi nơi nhá. Chúng em sẽ giao dịch qua online. Có nghĩa là các anh em khi có nhu cầu đổi loa mới nhà mình lấy loa cũ, chúng em sẽ định giá chúng em nhá. Chúng em sẽ định giá những đôi loa của ba anh em là, nếu Bass 30 chúng em sẽ định giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Đấy, còn Bass 20 hoặc Bass 25 chúng em sẽ định giá 2 triệu rưỡi quay về. Đó, sẽ có hai mốc giá định giá cho các anh em ở những cái dòng loa các anh em đang sử dụng. Và
khi giao dịch thì các anh em gửi loa cũ cho em thì các anh em chịu phí. Đấy, còn em gửi loa mới các anh em thì em sẽ chịu phí hoặc các anh em chịu phí. Đó là cái từng mẫu loa một, nhưng áp dụng cho những cái mẫu loa full này đầu tiên. Thì trước khi chúng em gửi hàng đi thì các anh em có đóng hàng của mình gửi về cho chúng em và chụp cho em cái mã bill cũng như là cái thùng hàng để chúng em xác nhận là các anh em đã gửi hàng cũ cho em, thì chúng em bắt đầu lại sẽ phản hồi gửi hàng mới cho các anh em. Ok, chương trình áp dụng cho 50 đôi loa và tiếp tục áp dụng tiếp tục cái chương trình đổi loa cũ lấy loa mới cho 50 đôi, 50 bác khách hàng đầu tiên cho cái dòng loa full này. Vậy các anh em có nhu cầu đổi mới loa thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Em sẽ tăng volume và mở nhạc lên thì chúng ta cùng nghe một chút nữa, xong thì em sẽ khép lại video up lên kênh. Các anh em xem được video này mà muốn nâng cấp dàn karaoke nhà mình lên hoặc một đôi loa nhà mình lên thì sẽ liên hệ ngay cho chúng em nhé để nhận được cái chương trình ưu đãi này.